Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến hàng chục người thương vong ở Kon Tum, chiều 11 tháng 7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đích thân đến kiểm tra hiện trường và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Hùng yêu cầu giới chức tỉnh Kon Tum làm rõ việc chủ xe đăng ký chạy trên quốc lộ 14 lại chuyển qua đường 14C. Qua báo cáo ban đầu, Công an huyện Sa Thầy cho biết nhà xe đăng ký chạy theo tuyến cố định Thanh Hóa đi thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 14. Ngoài ra, phụ xe Trần Minh Tú trú tại thành phố Thanh Hóa dương tính với chất ma túy. Về tốc độ của chiếc xe gặp nạn, theo lời khai của tài xế là Mai Hải Nam, tại thời điểm xảy ra vụ việc, xe chỉ chạy khoảng 35 km/h. Tuy nhiên, trái ngược với lời tài xế Nam, nhiều hành khách trên xe cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe đang chạy rất nhanh. Tối 11 tháng 7, trả lời VTC News, ông Vũ Minh Thuận, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa khẳng định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 36B02232 đi với vận tốc lên tới 65 km/h. Xe này đi theo quốc lộ 14C là sai vì Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa không cấp theo lộ trình này. Qua kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình thì thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển kiểm soát 36B02232 đi với vận tốc 65 km/h. Về quản lý lộ trình của xe khách thông qua thiết bị giám sát hành trình, chúng tôi thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ thường xuyên nhắc nhở các nhà xe phải đi đúng lộ trình đã được cấp phép. Khi phát hiện những xe có biểu hiện nghi vấn thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra giám sát hành trình của xe. Tuy nhiên, việc kiểm tra cũng gặp khó khăn do số lượng phương tiện quá nhiều, nên nếu mở từng thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện để kiểm tra xe vi phạm lộ trình hay không là rất khó, ông Thuận cho biết. Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là quốc lộ 14C, có nhiều đèo dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp. Đoạn đường này đang thi công nên cơ quan chức năng chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác. Như VTC News đưa tin, rạng sáng 11 tháng 7, xe khách biển kiểm soát 36B02232 của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam, sinh năm 1981, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, cầm lái đi trên quốc lộ 14C theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi đến khu vực đèo Ngọc Vin thuộc địa phận xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, xe lao xuống vực sâu khoảng 20 mét bị gãy đôi. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 38 người, trong đó có 6 trẻ em. Vụ tai nạn làm nhiều người chết tại chỗ, trong đó có một phụ xe và hàng chục người bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi để cấp cứu. Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum khẩn trương chỉ đạo ngành y tế, huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Phó Thủ tướng yêu cầu sớm điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.